Chào mừng các bạn đã đến với HeShop.com. Mình đang có ở đây là mẫu dây đỏ may mắn, cực kỳ dễ thương. Được thiết kế bởi dây chỉ đỏ Baraco, cộng kim loại là thép không rỉ màu vàng gold, cực kỳ sang trọng. Mẫu này hiện đang được rất đông khách hàng lựa chọn và thường mang trên tay mỗi khi ra khỏi nhà. Mọi người xem nó như là một sợi dây linh thiêng, mang lại may mắn. Màu chỉ đỏ tượng trưng cho số đỏ, gặp được may mắn, bình an. Màu vàng gold tượng trưng cho tài lộc, công danh, sự nghiệp. Sản phẩm được thiết kế cực kỳ dễ thương. Khi mang trên tay, nó vừa là món trang sức đẹp, sang trọng, lung linh. Với độ chiếu sáng của viên đá, màu sắc ánh kim của màu vàng gold, nó còn vừa giúp ta tự tin hơn, sẽ gặp được may mắn hơn, gặp dữ hóa lành, bình an trong cuộc sống. Sản phẩm được thiết kế có một miếng hình elip có khắc chữ red light, nghĩa là dây đỏ. Ở mặt bên kia thì có khắc chữ K, tượng trưng cho tiền tài. Ở giữa có đính một viên đá cực kỳ lấp lánh, hai bên là phần dây đỏ. Ở cuối đoạn dây là phần dây size. Chúng ta có thể móc vào các nắp size để chỉnh size cho phù hợp với cổ tay của mình. Rất là dễ dàng và tiện lợi. Khi các bạn mua sản phẩm sẽ có tặng kèm hộp đỏ như hình. Chi tiết giá bán các bạn có thể xem tại link. Đây là clip được quay bằng điện thoại, rất trung thực. Các bạn hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng. Đảm bảo sản phẩm các bạn nhận được sẽ hoàn toàn giống với hình ảnh thấy trong video. Rất cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào sản phẩm tiếp theo.